Thì ngày hôm nay Nhân sẽ hướng dẫn cho mọi người 5 bài tập phát triển cơ lưng toàn diện tốt nhất ha. Đầu buổi tập thì vẫn phải khởi động thôi. Những động tác khởi động quen thuộc để bơm máu vào những phần mà mình sẽ tập, như là khớp vai nè, phần lưng, phần cẳng tay, phần bụng ha, để hạn chế chấn thương nhất có thể và chúng ta có một buổi tập hiệu quả hơn. Trước khi tập thì Nhân sẽ có một bài tập để cải thiện cái sự cảm nhận cơ. Đây là bài tập mà Nhân chọn ha. Bạn có thể thấy Nhân tập này rất là nhiều những buổi lưng. Cô lập hoàn toàn phần xô lại, bạn sẽ sử dụng phần xô rất là nhiều trong bài tập này. Ok, chúng ta sẽ đi vào giải phẫu học của cơ lưng ha. Thì đây là những phần trên một cơ lưng hoàn chỉnh. Trước tiên phía trên chúng ta sẽ có cơ trap. Hay còn gọi là cơ cầu vai đó, nó sẽ gồm 3 phần là cơ upper trap, mid trap và lower trap. Đó, cái phần hình tam giác nó sẽ nhấp nháy ở đây. Phần cơ lớn thứ hai mà Nhân muốn nói đến là cơ lát, phần màu tím. Nó sẽ nằm ở phía bên ngoài của phần lưng. Bởi vậy phát triển cơ lát sẽ đồng nghĩa với việc là bạn sẽ làm cho cơ lưng của bạn rộng hơn. Và cuối cùng là lower back, là cái phần nó nối giữa thân trên và thân dưới của chúng ta ha, phần màu trắng. Có một nhóm cơ nữa mà nó nằm phía bên dưới của cơ cơ trap, đó là cơ rhomboid. Đây là một nhóm cơ nó sẽ tạo nên độ dày cho phần lưng của bạn. Bởi vậy các bài tập row, những bài deadlift sẽ làm tăng kích thước phần này và bạn sẽ có một cái độ dày lưng nhiều hơn. Nhóm cơ mà chúng ta sẽ không thể nào mà thấy trực tiếp được, mà nó nằm dưới phần cơ trap nhé mọi người. Ok, bây giờ Nhân sẽ nói về chức năng của từng phần trên cơ lưng của chúng ta. Thì đây là Nhân đang diễn tả cái chuyển động của cơ trap đây. Nó là elevate the scapula cũng như là retract the shoulder blade ha. Đây, đây là sẽ là chuyển động của cơ trap. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến chuyển động của phần mid trap và phần lower trap ha. Đây các bạn thấy kéo và ép chặt cơ bả vai lại. Dễ dàng nhận ra được là cơ mid trap và cơ lower trap sẽ được tác động nhiều bởi những cái bài pull, những bài row ha. Và đây là chuyển động của phần cơ xô. Đây là chuyển động shoulder abduction. Đây là chuyển động shoulder extension của cơ lat ha. Và trước khi vào buổi tập, Nhân sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 tips để các bạn cải thiện sự cảm nhận cơ lưng tốt hơn. Bởi vì cơ lưng là cơ chúng ta không thấy được. Trong khi mà Nhân diễn tả 5 bài tập thì Nhân sẽ gợi ý cho mọi người 3 cái tip để cảm nhận cơ xô nhiều hơn. Tip thứ nhất đó là tip ổn định xương bả vai, kéo xương bả vai ra sau và đè chặt xuống. Kéo xương bả vai ra sau và đè chặt xuống ha. Retract and depress the scapula. Kéo xương bả vai ra sau và đè chặt xuống. Thì tips này sẽ được sử dụng rất là nhiều trong bài deadlift. Bài tập đầu tiên mà Nhân mới đến. Đây các bạn có thể thấy là Nhân diễn tả lại cái chuyển động rất là nhiều ha. Ép xương bả vai ra sau và đè chặt xuống. Đây. Ép xương bả vai ra sau và đè chặt xuống ha. Toàn bộ phần cơ lưng sẽ được tác động trong bài deadlift. Một điều lưu ý nữa khi deadlift đó là bạn phải kích hoạt thật là nhiều ở phần mông cũng như là phần đùi sau để giảm áp lực lên phần lưng dưới. Và luôn nhớ là phải retract và depress the scapula ha. Ngoài ra là chúng ta không bắt buộc phải deadlift từ mặt đất mà có thể deadlift từ những cái vị trí khác nhau để mà có thể tấn công vào nhiều phần khác nhau trên phần lưng ha. Nhân thường rack pull vào ngày lưng để có thể tấn công được phần lưng nhiều hơn và hạn chế tác động vào phần thân dưới nhiều hơn với rack pull ha. Vẫn là retract và depress the scapula. Động tác thứ hai mà Nhân muốn giới thiệu đó là động tác hít. Các bạn phải học gồng kho khi deadlift ha. Gồng kho, kho là toàn bộ phần cơ trung tâm ha. Nó sẽ nằm dưới ngực ha, bắt đầu từ cái bụng múi trên mình và nó chạy xuyên suốt dọc xung quanh cơ thể mình tới cả lưng dưới ngực ha. Lưng dưới là một phần của kho, thì các bạn phải học cách nén nén cái hơi thở của mình, không phải là lên ngực ha. Đa số mọi người thì sẽ có xu hướng là nén hơi thở vào ngực và lồng ngực của mình, tại vì các bạn sẽ có một cái tips là người ta hay nói là chest up, tức là ưỡn ngực lên khi mà deadlift ha, ưỡn ngực lên như vậy ha. Thì vô tình khi mà các bạn như thế này, các bạn đã chặn cái đường thở ngay lại và các bạn chỉ để cái thở của mình á, cái hơi thở nó đến nó đầy lấp đầy cái khoảng ngực mình thôi mà nó không xuống được cái bụng mình, thì mình phải học cách làm sao đẩy cái hơi nó xuống bụng ha. Thì một trong những cái lý do mà mình mang cái đai này là để mình học cách gồng kho,
chứ không phải cái đai này là cái thứ để bảo vệ lưng dưới của mình nha. Nếu mà bạn không biết cách tập, bạn không biết cách deadlift thì cái việc bảo vệ lưng dưới của bạn bằng cái lưng này, bằng cái đai lưng này nó không có ý nghĩa ha, nó không thể bảo vệ lưng dưới của bạn được ha. Mục đích của nó là nhưng muốn là dùng nó để học cách gồng core chứ không phải để bảo vệ lưng dưới nha. Thì đây là thay vì mình mang, một số người thì họ sẽ mang như thế này và bạn nghĩ là mang như vậy thì sẽ bảo vệ lưng dưới được ha, nhưng mà không, cái clip mình sẽ mang hơi cao một tí ha, mình sẽ mang hơi cao ngang với lại eo của mình ha, nó sẽ nằm đâu đó ngay giữa bụng hai cái mũi bụng giữa của bạn ha này. Rồi ok, mình sẽ thắt lại rồi. Ok rồi, thì bây giờ mình sẽ muốn là đẩy cái hơi thở của mình nó lấp đầy khoảng bụng từ cái đai cái đây trở xuống tới dưới cái thắt lưng của mình ha. Thì như thế này là thở lên ngực nè, hai bạn thấy là hơi thở đầy lồng ngực của Nhân ha, mà Nhân sẽ không muốn có hơi thở nó dừng ở đây, Nhân muốn nó xuống dưới. Thì bạn hãy tưởng tượng là bạn gặp bụng á, lúc gặp bụng thì mình cũng y chang như vậy luôn nhé. Ha, bạn sẽ hơi như thế này ha, thấy là cái phần bụng dưới của Nhân nó sẽ căng ra luôn, dưới cái đai nó sẽ căng ra luôn ha. Nếu bạn rờ vô bạn thấy ở đây rất là căng chứ nó không mềm như là mềm nè, rất là cứng ha. Thì đó là cách lấy, bạn sẽ cảm giác là cái đai nó muốn bung ra luôn, tét cái bao đai luôn. Thì nó sẽ là tạo một cái bề rất là cứng ở phần core của mình ha, nó sẽ làm cho mình vững vàng hơn trong mình tới clip, và bạn sẽ cảm giác được cái lực đạp, bạn sẽ dùng được phần dưới nhiều hơn, phần mông nhiều hơn để bảo vệ cái lưng dưới của mình nhiều hơn ha, chứ không phải là mọi người cứ suy nghĩ là mang cái đai để che cái phần lưng dưới lại và nó sẽ bảo vệ lưng dưới của mình. Không, bạn tập sai thì bạn có mang một cái đai nó dày gấp đôi đây này thì nó vẫn chấn thương như thường ha, chứ nó không giúp bạn được nhiều hơn để bảo vệ lưng dưới ha. Có vài cái đốt sống ở dưới đây thôi mà rất là nguy hiểm ha. Đây là động tác thứ hai mà Nhân muốn giới thiệu, là động tác pull up hít xà đơn ha. Thì động tác này là một động tác kéo dọc và nó sẽ tấn công vào phần ngoài của phần lưng nhiều hơn, tức ở đây là phần xô, cũng như là phần mid trap và phần lower trap sẽ được tác động khá nhiều trong bài tập này. Với bài tập này thì mọi người chú ý là giai đoạn các bạn giãn cơ xô ra, các bạn đi xuống thì các bạn phải kiểm soát và có một cái tốc độ vừa phải, không có thả nhanh xuống và sử dụng đà và trớn để mà giật người lên ha. Như thế thì sẽ dùng tay nhiều hơn. Động tác thứ ba là một động tác kéo dọc, một động tác compound kéo dọc, tác động lên toàn bộ phần lưng từ trap, mid trap, lower trap, lat, lower back, rhomboid ha, tất cả nhóm cơ lưng sẽ được tác động bằng bài này ha. Rồi tip thứ hai mà Nhân muốn nhắc các bạn đó là hãy sử dụng bàn tay mà không khóa ngón cái lại, cầm như vậy là cầm quá gần ha, thì khi mình kéo lên nó sẽ vô phần trap mình quá nhiều ha, ảnh hưởng khớp vai của mình ha. Nếu mà cầm gần ha, ví dụ cầm đây nè, khi mình kéo lên vô trap mình sẽ cầm hơi rộng hơn vai một tí ha, hơi rộng hơn vai một tí thì nó sẽ vô như thế này nè, nó sẽ ăn toàn bộ phần lưng mình nhiều hơn nè, nó sẽ ăn phần lưng giữa với lưng giữa và lưng trên luôn nhiều ha, nhiều hơn. Còn nếu mình cầm quá rộng thì mình sẽ cúi nhiều quá, mình cũng sẽ lại kéo ăn nhiều phần trap mình luôn ha, không tốt, gì không tốt ha, như vậy cũng không tốt. Và độ rộng thì nó sẽ đâu đó là từ 1.5 đến một lần của độ rộng của vai như thế này là tốt hơn ha, này tốt hơn ha. Là nói về độ rộng. Thứ tư là bài lat pull down. Đây là một bài cũng là kéo dọc tương tự với pull up, nhưng đó là một bài cô lập nhiều hơn ha. Bạn ơi thấy nắm tay của Nhân cầm. Đây là một động tác lat pull down sai và một động tác lat pull down đúng. Bên tay phải thì sử dụng đà quá nhiều nè, và bạn sử dụng khớp vai quá nhiều, cũng như là bạn nghiêng người quá nhiều. Và bên trái thì động tác lat pull down chuẩn hơn ha, giãn cơ xô ra có một cái tốc độ vừa phải, kiểm soát tạ, và thanh đòn khi mà kéo xuống sẽ chạm nhẹ vào ngực để đi hết chuyển động. Đây là hình ảnh so sánh ha, từ phía bên hông. Các bạn có thể thấy là
giãn ra có tốc độ vừa phải và khi kéo xuống sẽ chạm nhẹ vào ngực để đi hết cái phạm vi chuyển động. Và bạn ơi, thấy Nhân sử dụng cái thumb the script, tức là không có dùng ngón cái, không có khóa ngón cái lại. Cái này á, nó có một cái khác nhau giữa hai cái động tác này nữa. Động tác gì nè? Là mới nãy anh nói á, là clutch của mình nó sẽ có, clutch của mình nó sẽ có hai cái chức năng ha. Một là shoulder abduction, tức là đưa từ đây vòng qua đây ha. Đó là một cái đường vòng ha, song song với cơ thể nha. Một chức năng nữa clutch đó là extension, tức là đưa cánh tay mình từ trước ra sau ha. Thì khi mà bạn cầm động như vậy nè, là bạn đang tập cái chức năng abduction ha, abduction. Còn khi mà mình cầm cái này thì là mình đang extension ha, giống như động tác này là extension hay là abduction ha. Rồi quay một cái tay cầm ngược nha. Thì khi mà cầm tay ngược như thế này thì bạn cũng vẫn tấn công vào phần lưng là chủ yếu, tuy nhiên là ở động tác này thì cơ tay trước lại được tác động khá là nhiều. Nhân thì thường không sử dụng bài này vì Nhân cảm nhận cơ bài này không tốt. Nhân sẽ dùng cái tay cầm ngược lại ha. Vẫn là dùng cơ xô, tuy nhiên là cơ tay trước lại hoạt động khá là nhiều. Rồi, một biến thể khác của bài Let's Pull Down, tức là mình sẽ tập từng tay và có một cái tay cầm ở vị trí neutral hơn. Thì với cái tay cầm như thế này, bạn sẽ có cái ROM dài hơn. Phiên bản khác của bài Let's Pull Down cũng như là một cách tập sai ở phía bên tay phải ha. Vẫn là sử dụng đà quá nhiều nè, dùng lưng dưới nè, và góc kéo nó không góc kéo nó quá cao. Đây là góc đằng sau ha. Phải ép chặt cơ bả vai trước, rồi chúng ta kéo, ép chặt cơ bả vai rồi kéo ha, không dùng cơ lưng dưới. Tiếp đến là một cái tips nữa mà Nhân muốn nhắc các bạn là hãy kéo bằng khuỷu tay ha, không kéo bằng nắm tay, không kéo bằng bàn tay nha. Kéo bằng khuỷu tay ha, đưa khuỷu tay ra phía sau lưng ha, không kéo bằng nắm tay. Nắm tay nó chỉ là một cái móc khóa để mà kết nối giữa cái cánh tay của mình và phần lưng thôi. Kéo bằng khuỷu tay ha, và nhớ là retract or depress scapula trước khi mà bạn thực hiện phát lực. Retract, depress, kéo. Và sẽ còn một cách kéo nữa ở trên bài tập này, đó là bạn sẽ cầm lòng bàn tay úp xuống dưới. Với cách kéo này thì bạn lại tác động vào phần lưng giữa nhiều hơn, bạn lại tập trung tác động vào phần mid trap lower trap, phần cơ rhomboid nhiều hơn ha, sẽ tập phần lưng dày nhiều hơn. Còn cái nắm tay mới nãy sẽ tấn công vào cả phần lát nữa. Như bạn có thể thấy là cơ trap được tác động rất là nhiều. Đây là một phiên bản hammer roll side ha, sử dụng đà quá nhiều nè, dùng lưng dưới để kéo quá nhiều, và ngực của chúng ta bạn ơi thấy là di chuyển liên tục, chứng tỏ là bạn đang không có dùng cơ lưng nhiều. Ngoài ra có một phiên bản sai nữa, đó là bạn sử dụng tay để kéo quá nhiều, dùng cơ tay để kéo quá nhiều. Đây đa số là cơ tay, mà cơ lưng chuyển động rất là ít, cái rom cơ lưng rất là ít, chỉ có cơ tay thực hiện kéo tạ thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem vlog vừa rồi. Và để nhận được nhiều những vlog mới, các bạn hãy nhớ bấm subscribe, like cũng như là nút chuông thông báo để nhận được những cái vlog mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.